Này, cô Mận. Dạ. Hôm nay mang đến cho tôi cân cam nhá. Vâng ạ. Chị Mận. Chị đừng cáu tôi nhá. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Để tôi. Bạn sướng nhá, từ nay trở đi có người giúp đỡ miễn phí rồi nhá. Sướng thật. Các bác cứ đùa, em đi trước đây ạ. Ừ, đi nhá. Xong rồi đấy, tôi về đây. Viễn. Xấu hổ à? Không, tôi sợ Mận xấu hổ thôi. Mà Mận đừng giận tôi nhá. Nếu thích thì thử làm một đôi xem sao. Ai đã cho cầm tay mà cầm? Vô khỉ. Tôi cũng chẳng biết ai là đàn ông trong cái cuộc tình này nữa. Hôm nay lịch sự thế, không gọi qua hàng rào mà lại hẹn ra cổng thế này. Tôi có chuyện quan trọng với cả lịch sự muốn nhờ cô. Anh lại định giở trò gì à? Không, tôi định tổ chức cho hội mình đi chơi 2 ngày 1 đêm. Nhưng mà có mỗi chị Mận là con gái, sợ chị không đi, cho nên muốn mời cô. Tôi á? Ừ, thì có cô chị Mận không ngại nữa. Nhưng mà... Thôi, cô giúp tôi đi. Mà đúng hơn cô giúp họ đi. Cô chơi thân chị Mận gì. Ê! Khiếp. Quấn quýt cứ như là sang. Kệ nó. Thank you.